Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với kênh Sành Đồ Si. Nếu quý vị là những người lần đầu tiên đến kênh Sành Đồ Si thì mọi người nhớ like, subscribe và đồng thời bấm cái nút chuông thông báo bên dưới để biết khi nào Sành Đồ Si sẽ ra những clip mới để chúng ta có những cái lựa chọn trong cái bộ sưu tập quần áo của mình. Ngày hôm nay thì Sành Đồ Si sẽ lại lên cho mọi người các mẫu áo phông có cổ khác nhau, hay chúng ta còn gọi là các mẫu áo polo. Mọi người để ý bên góc trái màn hình thì chúng ta sẽ bắt đầu chạy từ mã P71, 72 trở đi mọi người nha. Đấy là mã của từng sản phẩm. Lần lượt bên dưới sẽ bao gồm các thông tin là size, bao gồm size S, size M, size L, size XL. Thì Sành Đồ Si sẽ có một vài những quy định với cái số size tiêu chuẩn tại Sành Đồ Si như sau. Đầu tiên là size S sẽ dành cho quý vị là chúng ta 60 hoặc dưới 60kg. Size M sẽ dành cho quý vị là chúng ta 65kg. Size L là khoảng 70, size XL là khoảng 75. Nhưng mà đó chỉ là kinh nghiệm bán hàng của Sành Đồ Si. Còn mọi người để ý rõ hơn, ở kỹ hơn ở phần bên dưới sẽ bao gồm cái chiều dài, đó là chiều dài tuyệt đối của chiếc áo, không tính phần cổ áo. Ngang chính là phần ngang ngực, còn vai chính là vai của chiếc áo đấy. Thì ở trong các thông số này thì mọi người để biết được chính xác mình mặc những chiếc áo nào thì hãy lấy một chiếc áo tiêu chuẩn mà mình rất thích ở trong tủ đồ ra. Chúng ta đo lại xem là ra là mình mặc áo dài bao nhiêu thì đẹp, ngang bao nhiêu thì đẹp, hoặc là vai bao nhiêu thì mình mặc sẽ vừa. Khi mà quý vị có được những thông số của chính bản thân mình thì quý vị sẽ rất dễ lựa hàng tại Sành Đồ Si là thứ nhất. Và thứ hai đó là quý vị có thể dễ dàng mua hàng online ở trên mạng. Thời đại 4.0 rồi, những thông tin này là cực kỳ hữu ích. Nó không khác gì số chứng minh thư của quý vị, hay còn gọi là số căn cước công dân của quý vị. Đi đến đâu chúng ta cũng cần thiết những thông số này. Còn bên dưới cuối cùng đó chính là cái mức giá để quý vị sở hữu cái sản phẩm này. Trong cái mức giá này thì đã bao gồm có cái phí ship bên phía Sành Đồ Si thanh toán trước rồi nhá. Trong trường hợp mà quý vị chúng ta nhận hàng mà chúng ta không ưng thì mọi người có thể giả lại cái ship chiều ngược lại và gửi lại hàng cho Sành Đồ Si. Đó là một trong những cái quy định nhỏ mà Sành Đồ Si đưa ra để mọi người mua hàng dễ dàng hơn. Để đặt hàng thì mọi người liên hệ với Zalo 0337707398. Hãy nhớ theo dõi thêm fanpage trên Facebook của Sành Đồ Si. Có thể truy cập vào website sanhdosi.vn hoặc sanhdosi.com để chúng ta tham khảo nhiều cái nguồn thông tin hơn nha. Còn đặc biệt hiện tại Sành Đồ Si chỉ chốt đơn duy nhất qua cái Zalo 0337707398 thôi. Chúng ta vừa lượt qua mã P7172 mà chả có một cái thông tin gì về sản phẩm. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người biết rằng ấy, những cái mã sản phẩm chúng ta vừa đi qua đó là những cái thương hiệu rất là đặc trưng rồi tại Sành Đồ Si rồi, nên là và Sành Đồ Si cũng đã cam kết chính hãng rồi, nên là quý vị thấy thông số vừa thì chúng ta cứ mua về mặc thôi. Với mức giá rất là rẻ so với những con áo chính hãng như thế này thì mọi người cứ thoải mái lựa, tại vì Sành Đồ Si có cam kết những cái hậu đãi cũng rất là tốt. Tiếp theo, mã P73 của chúng ta là một chiếc áo theo cái kiểu dạng là form rất là đẹp, theo kiểu dạng là bộ PG Tour này, tức là PGA Tour này, tức là cái tour mà người ta chơi đánh golf đó mọi người. Đây là một trong những cái tour rất là đặc trưng, PGA Tour. Con chất liệu của con này thì nó theo cái kiểu dạng chất dry mọi người nhé. Cái chất dry này thì ai đã từng mua một vài những cái hàng chất dry này sẽ biết rằng là cái sản phẩm kiểu như này mặc rất là sướng, đặc biệt là lúc mình chơi thể thao. Khả năng thấm hút mồ hôi cũng tốt, mà là mặc vào rất là mát, cái chất vải nó rất là mát nhé. Tiếp theo, cái mã P74 của chúng ta, đây là một trong chiếc áo đến từ thương hiệu của tay golf huyền thoại của nước Mỹ, đó chính là Jack Nicklaus. Thì ông ấy là một trong những tay golf huyền thoại của nước Mỹ và ông có biệt danh đó là Gấu Vàng, tức là Golden Bee. Thì đây là một trong thương hiệu do ông sáng lập và những mẫu mã của những chiếc áo này cũng rất là đẹp, đặc biệt con này còn rất là mới luôn quý vị nhá. Mã P74 của chúng ta là đến từ thương hiệu Golden Bee. Đó, cái phần nhìn phần cổ áo thôi mọi người đã thấy rằng là con áo này rất là ok. Và những cái chất liệu mà Golden Bee lựa chọn thì sẽ mang cái thiên hướng là thời trang là thứ nhất này. Và thứ hai đó là cái sự thoải mái trong lúc mà quý vị chơi thể thao. Chơi thể thao thì mặc những con Golden Bee này cũng rất là tuyệt luôn. Đặc biệt những quý vị nào mà chúng ta có thể chơi như một vài những cái dòng như là dòng golf này, dòng tennis này, bóng bàn này, cũng rất là sướng, mặc những chiếc polo này cực kỳ là sướng luôn. Mã P75 của chúng ta thì đến với chúng ta từ một cái thương hiệu của Mỹ, đó là thương hiệu McGregor. Thì thương hiệu này là một trong những thương hiệu mà hàng may mặc hàng tầm trung của Mỹ. Thì đây cũng là một trong những thương hiệu mà Thành Đột Si cũng rất là thích. Các mẫu thiết kế của McGregor thì mang một cái thiên hướng là thiên về cái hướng văn phòng nhiều hơn, tức là nó mang cái tính lịch sự cũng như là cái yêu cầu cao về những cái chất liệu thoải mái ở trong cái môi trường văn phòng làm việc. Đó, đây chính xác là chiếc này. Con này thì rất là đẹp ở cái chỗ rằng là những cái
chi tiết nhỏ nhỏ trên áo, ví dụ tay áo hay là cái phần cổ áo thì họ làm theo kiểu họa tiết là logo của cờ nước Anh. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà Sành Đồ Si rất là thích ở con áo này. Mà con áo này cũng còn rất là mới mọi người nha. Đây là một chiếc áo size M, chiều dài của nó là 72, ngang là 47 và vai là 43. Thì đối với những chiếc này thì Sành Đồ Si nghĩ rằng là những quý vị nào chúng ta vẫn mặc size M, nhưng mà chúng ta có cái vòng bụng nó nhỏ nhỏ đi một chút, tho tho một chút, chúng ta mặc con này sẽ đẹp. Tại vì cái form của nó, form ngang của nó cũng rất là nhỏ thôi, ngang có 49 thôi quý vị. Mã P76 chúng ta thì đến một chiếc áo mà Sành Đồ Si nghĩ rằng là những quý vị nào chúng ta có tuổi một tí thì sẽ mặc cái màu này sẽ tương đối là hợp. Đây là một chiếc áo size M, chiều dài của nó là 69, ngang là 54 và vai là 49. Con này thì nói nào mọi người nhỉ? Nói nào nhỉ? Đấy, đưa mọi người gần hơn để mọi người thấy được cái chất liệu vải của nó, cũng như là những cái họa tiết nhỏ ở trên áo. Con này thì ở bên trái, ngực trái thì có một cái túi áo như thế này. Thì có rất nhiều những bác thì họ chỉ thích có cái túi áo bên này để có thể đựng được một ít đồ, kiểu như đi đánh cờ thì có thể có được cái kính để bên này. Thì Sành Đồ Si nghĩ rằng là đây một chiếc áo phù hợp và màu cũng rất dễ phối. Tiếp theo cái mã P77 chúng ta thì cùng nhau đến với thương hiệu Dunlop. Thương hiệu Dunlop thì cũng đã qua một vài những sản phẩm trước đây, Sành Đồ Si cũng review cho mọi người rồi. Thì đây là một con áo theo kiểu dạng ăn chắc mặc bền, rất là bền. Con áo của Dunlop rất là bền. Tại vì bản chất cái thương hiệu này khi mà họ xuất phát điểm của họ, họ làm là họ làm lốp và quý vị. Chính vì thế nên là những yêu cầu của họ ít nhất là trong cái nhánh brand đấy là phải có một cái gì đó nó phải bền bền một tí, giống cái lốp xe ô tô ấy. Thì đây cũng là một chiếc rất là dễ mặc. Đây, bên góc trái này thì có túi áo và có cái chữ đan lốp này thì họ làm theo kiểu dạng bằng cái bằng bản thiết mặt nổi. Con này thì cũng là một con rất là dễ mặc và rất là dễ phối. Đặc biệt những quý vị nào mà chúng ta thích cái họa tiết như thế này hoặc cái màu xanh này thì nó cũng tương đối là dịu. Những sản phẩm chính hãng tại Sành Đồ Si thì thông thường là sẽ có cái tag ngang này mọi người nhé. Có tag ngang này để nó cho chúng ta biết rằng là con áo này được sản xuất ở đâu, chất lượng như thế nào. Hay là có những con mà nó kỹ hơn thì họ còn hướng dẫn chúng ta cách sử dụng và bảo quản sản phẩm nữa cơ. Tiếp theo mã P78, đây là một chiếc áo size XL mọi người nhé. Chiều dài của nó 74, ngang là 58, vai là 54. Thì sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 75-80 cân thì mặc con này sẽ vừa vặn và sẽ đẹp mọi người nha. Đây là một chiếc áo màu đen của thương hiệu Kepa USA. Thì Kepa USA là đây là một trong những thương hiệu mà làm bu lông rất tốt của Mỹ. Con này thì rất là đẹp mọi người nha. Con này theo kiểu dạng là trên cái nền vải này của nó họ thì họ làm theo cái kiểu gai nổ nổ ấy, nhưng mà chất lượng mặc thì rất là mềm mại. Mà cái kiểu như thế này thì Sành Đồ Si rất là thích này, rất là thích. Đặc biệt là cái nhánh này chơi thể thao thì cực kỳ sướng luôn. Nó không giống như cái chất vải gai hẳn của Polo Wrap, nó cũng không phải là cái chất theo kiểu dạng là dễ nhàu nhàu một chút của Bát, mà nó là một kiểu rất là Kepa. Ok, bỏ qua mã vừa rồi, chúng ta cùng nhau đến một chiếc áo size XL tương tự cái mẫu lúc nãy, đó là một chiếc của bọn Fitlit. Đây là một trong những cái bọn mà họ làm cái họ chuyên về cái dòng gold quý vị nhá, chuyên về cái dòng gold. Ai xem nhiều những cái giải gold thì sẽ thấy rằng là đây là một trong những thương hiệu mà chuyên về cái dòng gold. Fitlit này, đây là một chiếc áo size XL, chiều dài của nó 80, ngang là 55, vai là 52. Thì đặc biệt với những quý vị nào mà chúng ta cứ sợ rằng là quần áo mình to quá, sợ quần áo mặc mãi không vừa được, thì đây là một có cái sự lựa chọn hợp lý cho quý vị. Đặc biệt đó là con áo này còn có những cái chi tiết là sọc sọc như thế này nhá. Nhìn xa thì rất giống một con áo của trọng tài, nhưng mà nhìn gần mới biết rằng là rất là đẹp. Rất là đẹp luôn ạ, không còn gì để chê trách với con áo này. Và ở phần dưới thì họ làm theo cái chi tiết kiểu dạng xẻ tà quý vị nhá. Con áo này mặc vào tương đối là mát. Ở Sành Đồ Si cũng đã trải nghiệm một vài những cái chiếc áo kiểu này mặc rất là mát. Và đặc biệt là những ai mà có phần vai to ấy, mặc polo rất là đẹp. Mã P80 của chúng ta cùng nhau lại quay trở lại một con áo size XL mọi người nhé. Ngày hôm nay gần như những bác nào mà chúng ta 75-80 cân là chúng tủ hết. Tại vì sao? Có quá nhiều những mẫu đẹp ở trong cái bộ sưu tập buổi chiều ngày hôm nay. Chiều dài của chiếc áo này là 78, ngang là 56 và vai là 45. Nhắc lại cho quý vị và các bạn nhớ đó là để đặt hàng thì quý vị liên hệ với Zalo 0337707398. Hiện tại thì Sành Đồ Si gần như là free ship hết tất cả những cái sản phẩm của mình. Và đồng thời bên cạnh đó thì Sành Đồ Si chỉ chốt đơn duy nhất qua cái số Zalo 0337707398 này thôi.
Những quý vị nào mà chúng ta chốt ở, cũng là chốt ở Sành Đồ Si nhưng mà chốt ở số điện thoại khác ấy, thì Sành Đồ Si xin lỗi rằng là Sành Đồ Si chỉ chốt qua duy nhất số điện thoại này thôi. Và mọi người, những ai mua hàng thì mọi người cứ gửi thông tin, gửi mã đơn cho Sành Đồ Si. Chẳng hạn như mọi người cứ hỏi là mã 80 còn không, nếu còn thì chuyển đến cho anh, cho chú, cho bác qua cái địa chỉ này, thì Sành Đồ Si sẽ biết và Sành Đồ Si sẽ chuyển cho mọi người. Hàng đến thì mọi người cứ nhận hàng, kiểm tra kỹ, xem là cân nhắc thật kỹ xem là mình có nhận cái hàng này không, hoặc là cái áo này có vừa mình không. Mọi người cân nhắc thật kỹ và sau mọi người nhận hàng, tránh cái tình trạng mà để shipper đi xa rồi mà chúng ta bắt đầu đổi hàng, thì lúc đó ngay cả Sành Đồ Si hay là quý vị chúng ta cũng đều kiểu sẽ có những cái rắc rối riêng cho bản thân mình ấy. Đấy là một trong những cái điều mà Sành Đồ Si cân nhắc trước khi quý vị đặt hàng. Quý vị và các bạn thân mến, mã P81 của chúng ta đây là một chiếc áo nó hơi lớn cỡ một chút quý vị nha. Những bác nào mà chúng ta tầm khoảng 90 cân thì mặc con này. Con này là một con áo size XXL, chiều dài của nó là 90, ngang của nó là 60 và vai là 54. Thì những chiếc áo lớn như thế này thì quý vị cứ mặc thoải mái thôi. Đặc biệt những quý vị nào mà chúng ta có cái vòng bụng hơi lớn một tí, hoặc là chúng ta người chúng ta hơi đô một tí, thì mặc chiếc này sẽ rất là đẹp. Chiếc áo này đến từ thương hiệu Champion quý vị nhá. Champion thì chắc hẳn rằng là quý vị cũng biết rằng là Champion hiện nay là cũng có hơn 100 tuổi đời rồi. Đây là một thương hiệu được thành lập tại nước Mỹ, và mọi người chắc hẳn rằng là những ai hâm mộ NBA, tức là giải bóng rổ nhà người Mỹ, thì sẽ biết đến thương hiệu này, đặc biệt biết đến một thế kỷ vàng. Đến thập kỷ vàng. Thập kỷ vàng là thập kỷ 90, khi mà Champion gần như là thống trị toàn bộ ở NBA, tức là giải bóng rổ nhà nghề của nước Mỹ. Đây là một trong những thương hiệu mà rất có tiếng. Và mọi người biết chiếc bra đầu tiên, tức là chiếc áo ngực thể thao đầu tiên là do hãng nào sản xuất không ạ? Chính xác, đó chính là Champion. Thì đấy là những cái điểm mạnh cũng như là những cái điều mà Champion sẽ đem lại cho quý vị. Chiếc mã P82 của chúng ta thì cùng nhau đến với thương hiệu Fitlit. Đây cũng là một chiếc áo rất là vuông vắn và cũng rất là đẹp. Cái condition của nó thì còn tương đối là ổn đối với một con Fitlit thông thường quý vị nhé. Hiện tại thì những con Fitlit này họ cũng có giá không dưới 1 triệu đơn quý vị ạ. Đây là một trong những thương hiệu mà dòng chơi golf mà, dòng chơi gold mà những quý vị biết rằng là cái dòng này thực sự là nó cũng hơi xa xỉ một tí. Thì đặc biệt những quý vị nào mà chúng ta thích mã P82, đây là một chiếc áo size M, chiều dài của nó là 76 và ngang là 50 quý vị nhá. Size M này là M châu Âu thưa quý vị, vai của nó là 48. Với cái chất lượng này thì khi mọi người nhìn kỹ thì sẽ thấy rằng là đây thật sự là một con áo mà tương đối để chúng ta đưa vào tủ đồ, mà những ai mặc vừa size M thì sẽ rất là đẹp. Đặc biệt là những quý vị nào chúng ta phải thích cái màu vàng này nhá. Không thích, nếu quý vị thích màu đỏ mà quý vị mua một chiếc áo màu vàng thì thật sự là Sành Đồ Si hết cả lời để nói luôn ạ. Đó là ví dụ chúng ta thích màu đỏ thì chúng ta mua cái áo màu đỏ, chúng ta thích màu xanh thì chúng ta mua áo màu xanh. Chúng ta hạn chế những trường hợp kiểu như là hỏi Sành Đồ Si những câu kiểu như là Sành ơi, cái áo này màu gì ạ? Rất là khó trả lời, tại vì cái bảng màu sắc nó cũng rất là nhiều. Nên là chỉ nhắc quý vị rằng là những ai thích áo màu đỏ thì chúng ta mua áo màu đỏ, thích áo màu đen thì chúng ta hãy mua áo màu đen. Chẳng hạn chiếc mã P83 này, ui dồi ôi quý vị ơi, thế nào nhỉ? Đặc biệt hôm nay những bác nào 75 cân, 80 cân là chú tủ rất nhiều. Đây cũng là một chiếc áo mà Sành Đồ Si không biết phải nói nào. Tại vì con áo này mặc rất là sướng quý vị ạ. Con áo này theo cái kiểu dạng là hơi thổ cẩm một tí. Hơi thổ cẩm một tí. Những bác nào chúng ta thích chơi cái kiểu như này hơi thổ cẩm một tí. Nhưng mà nhìn thổ cẩm khi mà chúng ta đến gần thôi, nhìn những cái chi tiết nhỏ như này trên áo thôi. Còn lại là nếu nhìn xa thì sẽ thấy đây một con áo rất là lạ. Và đặc biệt chỉ có hàng Si mới có kiểu như thế này thôi quý vị nhá. Chiếc mắt P84 của chúng ta lại cùng nhau đến một chiếc áo size XXL. Thì những quý vị nào mà chúng ta mặc vừa chiếc này thì chúng ta liên hệ với Sành Đồ Si qua Zalo 0337707398 để chúng ta đặt hàng nhé. Chiều dài của chiếc áo này là 79, bề ngang của nó là 60, vai của nó là 51. Thì dành cho quý vị nào chúng ta không biết kiểu như là ôi cái vòng bụng của tôi, tôi uống hơi nhiều bia một tí nên là cái vòng bụng của tôi là nó rơi vào khoảng độ là 110, thì áo ngang 60 có vừa không? Vừa luôn ạ. Áo ngang 60 có nghĩa là khi mọi người nhân đôi cái chu vi của cái thân áo lên, nó sẽ là 120. Vòng bụng của mình có 110 thì con áo dài ngang 60 là rất là thoải mái rồi quý vị. Đặc biệt với cái chất liệu hơi gai như này nhưng mà lại không hề xù lông nhá. Những cái chất liệu của những cái thương hiệu nổi tiếng thì họ thông thường sẽ hay kiểu dạng là cho cái chất lượng là hơi gai nhưng mà lại không xù lông, mặc rất là thoáng mát. Đó là những cái điểm nổi bật khác xa với một con áo hàng chợ.
có đá hàng chợ ở đây là Sành Đồ Si ám chỉ những chiếc áo nào mà cái gia công của họ bừa bãi này, cái chất lượng lựa chọn của họ về cái chất vải là không tốt này, hoặc là họ không làm độc nhất những cái chi tiết trên áo, nhìn thì rất là mới đấy, nhưng mà khi mà mọi người mặc một vài thời gian rồi thì sẽ thấy rằng là nó không như là lời đồn. Ok, chiếc mã P85 của chúng ta thì cùng nhau quay trở lại với thương hiệu Uniqlo với một cái bản thiết kế rất là basic. Con áo này màu xanh quý vị nha, đặc biệt là những cái chi tiết ở tay áo hay cổ áo thì họ phối thêm cho chúng ta màu trắng. Đây cũng là một trong những cái bản phối màu đặc trưng và nổi tiếng của cái thương hiệu này. Những cái chi tiết ở dưới thì họ làm xẻ tà. Đó, chiếc tag của Uniqlo thì quá là ok luôn. Tại vì mình thấy rằng là họ đầu tư rất nhiều trong những cái chiếc tag ngang này. Chiếc tag ngang này sẽ bao gồm những cái thông tin bao gồm nơi sản xuất, chất lượng của áo cũng như là cách bảo quản áo. Đồng thời cho chúng ta một cam kết rằng là chiếc áo này là một chiếc áo chính hãng của thương hiệu Uniqlo đấy. Mã P86 của chúng ta thì cùng nhau quay trở lại một chiếc áo size M. Đặc biệt chiếc áo này thì cái form dáng của nó thì tương đối là trẻ trung một chút. Với những chiếc áo mà cái phần tay áo nó kiểu hơi ngắn như này thì sẽ dành cho quý vị là chúng ta thích cái form cái tay áo kiểu nó hơi ngắn như thế. Và đặc biệt quý vị nào mà chúng ta có cái bắp tay to ấy, mặc những chiếc áo này vào kiểu dạng là nhìn quý vị đô lên bao nhiêu, mà cái sự lịch sự khi mà người đối diện nhìn thấy ấy, cũng làm cho họ cảm thấy bị choáng ngợp. Tiếp theo mã P86 của chúng ta thì đây là một chiếc áo đến từ Michel Fix với Uniqlo. Thì mọi người cứ hiểu đơn giản đây là chiếc áo của MB, đấy là đơn giản nhất. Còn kiểu hiểu sâu hơn thì sẽ là đây là một chiếc áo Fix của bọn Uniqlo cùng với cái bọn Michel. Đấy, Michel cũng là một trong những thương hiệu có tiếng ở Mỹ. Thì đây là một trong những cả bản Fix mà Sành Đồ Si cảm thấy rằng là họ rất thích làm cái cổ áo cũng như kiểu dạng cái nút bấm là theo kiểu dạng bằng thiếc, tức là họ làm nút bấm ấy, không làm nút cài thông thường nữa. Chiếc mã P86 của chúng ta thì đây cũng là một chiếc áo size L. Chiều dài của nó là 72, ngang là 52 và vai là 50. Đây là một chiếc áo theo kiểu dạng là những quý vị nào mà chúng ta thích kiểu basic, tức là chúng ta thích cái kiểu cơ bản nhất. Tôi chỉ cần một chiếc áo cơ bản nhất để tôi hoàn thiện tất cả những công việc nặng nề của mình. Thì đây là một trong những chiếc áo hoàn toàn xứng đáng để lựa chọn. Đây là một chiếc áo màu xám của thương hiệu Hanes. Hanes, nếu quý vị nào mà chúng ta đã chơi Đồ Si rất lâu thì chúng ta sẽ biết rằng là thương hiệu Hanes này hiện nay thì các kiện hàng của Mỹ cũng như của Úc cũng ít có mặt tại Việt Nam. Một phần là do cái giá nhập, còn phần thứ hai là do những cái kích cỡ oversize của nó. Thì thương hiệu Hanes cũng ít dần trở nên ít phổ biến hơn. Thì đây là một chiếc áo thương hiệu Hanes. Hanes thì những quý vị nào chúng ta thường xuyên động đến đồ Mỹ thì chúng ta sẽ biết thương hiệu này. Bỏ qua cái chiếc màu xám vừa rồi thì cùng nhau chúng ta đến với mã P86 chúng ta. Đây cũng là một trong những chiếc áo mà màu đen tuyền quý vị nhá. Rất là dễ phối, đặc biệt những bác nào mà chúng ta chỉ thích hai màu trắng hoặc đen, hoặc là trong cái bộ sưu tập của mình chỉ thích rằng là tôi thích mặc đồ cơ bản nhất trắng hoặc là đen để tôi phối thì rất dễ là phối. Với một chiếc áo màu đen như thế này của thương hiệu Uniqlo này thì Sành Đồ Si hứa hẹn rằng là mình bán so với những chiếc áo mới, cái condition của nó vẫn còn khoảng 8-9 như thế này, so với những chiếc áo mới thì mình bán còn không biến giá một nửa. Thậm chí là những chiếc áo của Brad Fendi hay là của Lacoste, Sành Đồ Si thậm chí là bán còn không đến 1/4, 1/5 giá của chiếc áo luôn. Chính vì thế nên là mọi người ai mua hàng thì liên hệ với Zalo 0337707398. Có thể là có những thời điểm quý vị gọi điện đến cho số điện thoại này hoặc là gọi điện đến cho Zalo này sẽ không có người bắt máy hoặc là sẽ báo rằng máy bận, thì quý vị hãy để lại lời nhắn của mình qua cái lời nhắn thoại, hoặc là tức là qua quý vị có thể ghi âm lại và nói với Sành rằng: Sành ơi, anh đang muốn cái này, địa chỉ của anh như thế này, báo lại cho anh nếu còn nhé. Thì Sành Đồ Si sau đó sẽ tiếp nhận và báo cáo lại cho quý vị rằng là: anh ơi, chú ơi, chiếc áo này còn ạ, và chiếc áo này chưa còn ạ, hết rồi ạ, đợi đến dịp sau ạ. Đấy, Sành Đồ Si sẽ có cái cách thức tiếp cận quý vị dễ dàng hơn. Có phải là lúc đó thì quý vị mua hàng cũng dễ hơn mà Sành Đồ Si cũng bán dễ hơn không ạ? Mã P89 của chúng ta thì cùng nhau đến với thương hiệu Yonex. Yonex là một trong thương hiệu đi đầu trong cái nhánh cầu lông. Đặc biệt những ai mà rất là hâm mộ cái bộ môn này thì ít nhất là nên sở hữu một vài những chiếc áo hoặc là chiếc quần Yonex trong cái tủ đồ của mình. Thì ai đã từng chơi bộ môn này thì sẽ thấy rằng là thực sự là cái cường độ chạy của bộ môn này còn cao hơn cả đánh giá, còn cao hơn cả những cái bộ môn khác. Chạy rất nhiều trong sân. Lúc đó thì cái cơ thể mình sẽ toát ra nhiều mồ hôi mà quý vị. Thì những chiếc áo Yonex họ thiết kế đặc trưng cho cái dòng cầu lông, nó sẽ có những cái đặc điểm phù hợp với dòng cầu lông.
Ok, tiếp theo là một chiếc áo màu xanh với logo con cá sấu. Chắc chắn rồi ạ, con này không phải là Lacoste thì cũng là Crocodile. Mã P90 của chúng ta là một chiếc áo size L, chiều dài của nó 71, ngang là 48 và vai của nó là 46. Chiếc này là chiếc áo đến thương hiệu Crocodile quý vị nhé. Một chiếc áo màu xanh đến từ thương hiệu Crocodile. Chiếc áo này, riêng chiếc áo này thì Sành Đồ Si đánh giá rất là cao này. Thứ nhất là nó rất là basic, nó chỉ có một cái logo duy nhất trên này thôi. Ở phần nách thì còn có cái... nó còn thiết kế một cái miếng vải ở chất liệu hoàn toàn khác, dễ thông thoáng mồ hôi hơn. Và ở phần dưới thì còn có một cái, trong thì có một cái tag như thế này. Những chiếc áo mà đơn giản mà có một cái logo kiểu logo cá sấu như này mặc vào sang trọng cực kỳ luôn. Thời điểm khi mới bắt đầu thì Crocodile này là thương hiệu gọi gần như là một cái đại lý mà bán hàng độc quyền của Lacoste tại Trung Quốc nội địa ở đại lục cũng như kiểu rằng là tại Hồng Kông và bao trùm các vùng Đông Nam Á. Nhưng mà sau này khi mà Lacoste mở những cái chi nhánh lớn hơn tại nước Mỹ thì cái điều đó cũng thúc đẩy rằng là Crocodile phải làm một cái gì đó khác hơn. Và lúc đó thì cái thương hiệu Crocodile chính thức ra đời, cũng là một con cá sấu nhưng mà con cá sấu này gầy hơn con cá sấu của thương hiệu Lacoste. Mã P91 của chúng ta thì cùng nhau lại quay trở lại với thương hiệu Uniqlo. Uniqlo đây là một trong những thương hiệu mà Sành Đồ Si nói rồi, rẻ, mặc cũng đẹp, làm cái gì cũng dễ mà... thậm chí mà nó còn là một cái thương hiệu hàng hiệu, tức là đã là những cái món hàng hiệu thì cái chất liệu họ lựa chọn cũng ok hơn rất nhiều, cũng như cái khả năng gia công cũng ok rất nhiều. Đặc biệt là những cái chiếc tag ngang này là một trong những cái dấu hiệu phân biệt chủ yếu về một cái món đồ có phải là đồ hiệu hay không mọi người nhá. P92 của chúng ta đây là một chiếc áo rất là dễ mặc của thương hiệu Polo Ralph Lauren. Con áo này thì quá nổi tiếng rồi, logo này chắc hẳn là bác nào từng một lần trong cuộc đời nhìn thấy là nhớ luôn. Nhớ luôn, một người đàn ông đang cưỡi trên mình một con ngựa và đang cầm một cái cây gậy. Đây chính là một trong những cái logo gần như là nổi tiếng nhất thế giới, chỉ sau cái dấu tích của Nike, ba lá của Adidas hoặc là con báo của Puma thôi. Đây là một chiếc áo size L, chiều dài của nó là 72, ngang của nó là 58 và vai nó 51. Đồng thời rằng là quý vị, những quý vị nào mà chúng ta thích cái màu xanh ấy, cái màu xanh thì chắc chắn sẽ nhiều quý vị biết nhờ đây một cái màu xanh nhạt. Những cái bản mặc bản màu xanh nhạt như thế này thì sẽ cho chúng ta một cái nhìn dịu hơn, đặc biệt về mùa hè dịu hơn rất là nhiều. Và nó có phối thêm màu đen và màu trắng ở những cái sọc sọc ngang. Con này thì cũng có cái tag ngang của nó ở bên trong thì Sành Đồ Si cũng lượt qua luôn tại vì có rất nhiều những áo như vậy rồi. Mã P93 chúng ta thì cùng nhau quay trở lại với thương hiệu Champion. Thương hiệu Champion, Sành Đồ Si có những cái clip riêng nó về thương hiệu này rồi ấy, tại vì bản thân Sành Đồ Si cũng xài đồ Champion rất ác luôn. Nói chung là rất là thích đồ của Champion. Người chiến thắng mà thì phải mặc đồ Champion đúng không quý vị? Size L, đây chính là size của chiếc áo này. Chiếc áo này rất phù hợp cho quý vị nào chúng ta loanh quanh khoảng độ 70kg nhé. Size L là khoảng 70kg, chiều dài của nó là 74, ngang của nó là 50 và vai là 51 quý vị nha. Cái thương hiệu Champion này thì cái logo của nó là có chữ C như này quý vị nhé. Có chữ C như này thì chúng ta cứ nhìn những chiếc áo quần áo nào mà có chữ C như này mà logo thêu nhé. Theo kinh nghiệm của Sành Đồ Si thì gần như các mẫu Champion chính hãng thì họ luôn có những cái logo thêu như thế này. Mã P93 của chúng ta cũng là một trong những chiếc áo cuối cùng trong cái bộ sưu tập ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin chúc quý vị có những giây phút vui vẻ bên người thân và gia đình. Chúc quý vị săn được những món đồ ưng ý. Sành Đồ Si xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo ạ.